Cặp lại quý vị và các bạn trên An ninh 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và có những giây phút thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất của trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ, mời quý vị theo dõi những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hy vọng của tổng thống Trump đã bị dập tắt khi tòa Pennsylvania ra lệnh dừng chứng nhận kết quả bầu cử. Tưởng đã chấp nhận thua nhưng Trump lại gây bất ngờ mới thành phố Mỹ tìm luật sư chuẩn bị xiết nợ chiến dịch của ông Trump gần 2 năm trước. Biden tăng tốc chuyển giao quyền lực dù ông Trump không có dấu hiệu nào nhận thua. Khép lại giai đoạn Mỹ là trên hết, ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ trở lại vai trò dẫn dắt. Và sau đây là nội dung chi tiết. Hy vọng của Tổng thống Trump đã bị dập tắt khi tòa Pennsylvania ra lệnh dừng chứng nhận kết quả bầu cử. Một tòa án bang Pennsylvania đã ban hành lệnh nhằm ngăn chặn tiến hành thêm bất cứ động thái nào công nhận kết quả bầu cử ở bang, Thẩm phán Patricia McCullough đã đưa ra phán quyết hôm 25 tháng 11 trong bối cảnh nhiều cử tri ở bang Pennsylvania, bao gồm cả hạ nghị sĩ Mike Kelly, cáo buộc bỏ phiếu qua thử ở bang có vấn đề và đã vi phạm hiến pháp. Thẩm phán McCullough cho biết, trong trường hợp vẫn còn bất cứ yêu cầu nào để hoàn thiện việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020, những người có trách nhiệm không được làm như vậy trong khi chờ diễn ra phiên điều trần. Sau khi có lệnh từ thẩm phán McCullough, Lãnh đạo cơ quan tư pháp bang Pennsylvania, George Shapiro ngay lập tức phản hồi trên Twitter cho biết động thái từ tòa án không thay đổi điều gì vì kết quả bầu cử đã được công nhận và các đại cử tri cũng đã được chọn. Giới chức bang Pennsylvania sau đó cũng nhanh chóng nộp đơn kháng cáo phán quyết của thẩm phán McCullough, yêu cầu tòa án tối cao bang ngăn phán quyết có hiệu lực cho rằng không có lý do xác đáng để đưa ra quyết định này. Chính quyền thống đốc Tom Goof viết trong đơn kháng cáo, Kể từ khi nước Mỹ được khai sinh cách đây gần 250 năm, chưa một tòa án nào ban hành lệnh với ý định can thiệp vào việc xác minh các đại cử tri của bang như bây giờ. Thẩm phán McCullough ban đầu nhấn mạnh trong phiên điều trần ngày 27 tháng 11, song đã hủy phiên điều trần sau khi thống đốc Goof kháng cáo. Chưa rõ là McCullough định trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử của bang hay định làm gián đoạn cuộc họp của 20 đại cử tri bang dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Thống đốc Pennsylvania Tom Goof ngày 24 tháng 11 đã công nhận chiến thắng của Biden, dọn đường để ứng viên dân chủ giành 20 phiếu đại cử tri của bang này. Tuy nhiên, chiến dịch của Trump vẫn tích cực theo đuổi nỗ lực pháp lý tại Pennsylvania. Tòa án tối cao Pennsylvania tháng này đã hai lần cáo buộc phe của Trump về vấn đề bầu cử. Tưởng đã chấp nhận thua, nhưng Trump lại gây bất ngờ mới. Trump mới đây đã tuyên bố tại một buổi điều trần tại Pennsylvania do Đảng Cộng hòa tổ chức. Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử này một cách dễ dàng, thắng với tỷ số cách biệt lớn. Cuộc bầu cử này đã bị gian lận, chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Ông cũng cáo buộc Đảng Dân chủ gian lận trên diện rộng, bao gồm đưa thêm phiếu vào thùng phiếu, bỏ phiếu thay cho những người đã chết và không cho các quan sát viên tiếp cận các điểm bỏ phiếu. Trước đó ông Trump đã đích thân ra lệnh bắt đầu chuyển giao quyền lực, ông giao cho GSA và nhóm của mình làm điều cần phải làm theo các thể chế ban đầu để chuyển giao quyền lực cho ông Biden. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đưa ra quyết định như vậy vì lợi ích tốt nhất cho đất nước. Theo các số liệu chính thức, ông Trump đã thua ở bang Pennsylvania, nơi có 20 đại cử tri. Ngoài ra, theo số liệu sơ bộ, ứng cử viên Đảng dân chủ Joe Biden đã thắng cử. Trump không thừa nhận điều này và tranh chấp kết quả tại tòa án của một số bang. Thành phố Mỹ tìm luật sư chuẩn bị siết nợ chiến dịch của ông Trump gần 2 năm trước. Chính quyền El Paso, Texas tìm luật sư để đòi hơn 500.000 đô la Mỹ chiến dịch Trump còn nợ sau cuộc vận động tranh cử gần 2 năm trước. Tất cả chúng ta đều đang tận mắt chứng kiến khó khăn mà các gia đình ở El Paso phải đối mặt cũng như những thách thức về vấn đề ngân sách. Do đó số tiền này không hề nhỏ và chúng tôi cũng muốn gửi đi thông điệp không ai có thể đứng trên luật pháp. Peter Schwaben, Ủy viên Hội đồng thành phố El Paso, bang Texas, nói trong cuộc họp hôm 24 tháng 11 để bàn về nỗ lực đòi nợ chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Chính quyền El Paso đang tìm cách thu lại khoản tiền chiến dịch Trump còn nợ sau một sự kiện vận động tranh cử được tổ chức ở nhà thi đấu hạt El Paso từ tháng 2 năm 2019. Khoản nợ bao gồm 470.000 đô la Mỹ phí an ninh cùng các chi phí khác, song thành phố tính thêm 99.000 đô la Mỹ phí trả chậm, nâng số tiền nợ lên 569.000 đô la Mỹ. Giới chức thành phố đã nhất trí thuê văn phòng luật sư từ Stapper Elka để giúp đòi nợ. Công tố viên thành phố Cala Nieman cho biết, dựa trên nghiên cứu và thông tin mà họ thu thập được, cách tốt nhất để thu được khoản nợ từ chiến dịch Trump là nhờ văn phòng của luật sư ca. Chính quyền El Paso cam kết sẽ không sử dụng ngân sách để chi cho hoạt động này và luật sư ca sẽ chỉ nhận được thù lao khi thu hồi được khoản nợ từ chiến dịch Trump. Tờ Texas Tribune trước đó đưa tin, El Paso đã cân nhắc phương án kiện chiến dịch Trump để buộc họ giao tiền, nhưng sau đó từ bỏ phương án này và tìm các biện pháp khác. Nieman nói hồi tuần trước, Chúng tôi đang trải qua trường hợp chưa từng có khi phải đòi tổng thống đương nhiệm thanh toán hóa đơn, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các phương án khác. Thị trưởng El Paso, Dimago đã cho biết ngay cả khi họ đệ đơn kiện, cơ hội thu được khoản tiền là rất thấp. Mago cho biết, việc thành phố tính toán sai hóa đơn chính là lý do họ khó nhận được tiền. Thị trưởng Mago cho biết, thành phố đã xử lý sai giấy tờ và chúng tôi đã học được nhiều điều. Chúng tôi vốn không quen với việc tổng thống đến thăm El Paso. Đại diện chiến dịch Trump hiện chưa bình luận về thông tin này. Biden tăng tốc chuyển giao quyền lực, dù ông Trump không có dấu hiệu nhận thua. Theo tờ The Hill, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden đã lên lịch ít nhất 20 cuộc gặp với lãnh đạo các bộ và cơ quan ngang bộ cấp liên bang, hôm 24 tháng 11 theo giờ Mỹ, chỉ một ngày sau khi được ông Trump bật đèn xanh. Mặc dù vậy không có bất cứ dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ nhận thua, ông vẫn tiếp tục các công việc với tư cách là đương kim tổng thống của nước Mỹ. Theo Đài NPR, ông Biden đang để ngỏ khả năng sẽ đề cử các đảng viên Cộng hòa cho những vị trí còn lại trong nội các. Hôm 24 tháng 11, ông Biden đã công bố các đề cử cho vị trí ngoại trưởng, đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bộ trưởng an ninh nội địa và giám đốc các cơ quan tình báo liên bang. Giới quan sát nhận định việc ông Biden trọng dụng những người thuộc Đảng Cộng hòa sẽ biến chính phủ của ông thành một chính phủ đoàn kết, đúng với tinh thần hòa giải mà ông luôn kêu gọi. Tổng thống đắc cử cũng cân nhắc đề cử các cựu đối thủ trong Đảng dân chủ như là thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren. Để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực được xuân sẻ và hòa bình như ông Biden mong muốn, ít nhất 40 nhóm quan sát chuyển giao đã được thiết lập. Những nhóm này sẽ tỏa ra các cơ quan liên bang để quan sát, tìm hiểu cách thức bộ máy đang vận hành và chuẩn bị cho quá trình tiếp quản sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Một quan chức thuộc đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết, tất cả các cơ quan liên bang đã được liên hệ. Vị này cũng mô tả thái độ đón nhận của các quan chức chính quyền Trump khi được liên lạc là chuyên nghiệp và có tinh thần tiếp thu. Dự kiến trong những ngày tới, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden sẽ bắt đầu gặp gỡ các quan chức chính quyền liên bang để thảo luận các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, đảm bảo an ninh quốc gia cùng nhiều vấn đề khác. Sự khinh thường của truyền thông Mỹ đối với đương kim tổng thống có nguy cơ tạo ra nguy hiểm tới mức những người thuộc đảng Dân Chủ cũng phải lên tiếng. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, ngày 24 tháng 11 đã tỏ ra bức xúc trước thái độ thiên kiến và hàn học của truyền thông đối với ông Trump trong các cuộc họp báo. Sự tôn trọng còn đến từ đối thủ của ông Trump, ông Biden. Tổng thống được truyền thông tuyên bố đắc cử đã đôi lần từ chối thảo luận về các chính sách đối ngoại và thương mại, nhấn mạnh nước Mỹ chỉ có một tổng thống duy nhất ở mỗi thời điểm. Bản thân ông Trump vẫn tiếp tục các công việc với tư cách là tổng thống của nước Mỹ, chẳng hạn bổ nhiệm các vị trí trong chính phủ, ký các sắc lệnh hành pháp. Theo thông cáo của Nhà Trắng, ngày 25 tháng 11, ông Trump dự định sẽ đề cử và bổ nhiệm 7 người vào các vị trí trong chính quyền. Đáng kể nhất là việc Thiếu tướng về hưu Edon P. Rewer được đề cử làm đại diện của Mỹ tại ASEAN với hàm đại sứ. Ông David Fogen được đề cử làm trợ lý ngoại trưởng Mỹ, đặc trách vấn đề kinh tế và kinh doanh. Khép lại giai đoạn Mỹ là trên hết, ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ trở lại vai trò dẫn dắt. Mới đây tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ sẽ lại sẵn sàng dẫn dắt trên vũ đài toàn cầu, khép lại giai đoạn chính sách Mỹ là trên hết mà tổng thống Donald Trump đang theo đuổi trong 4 năm qua. Khi giới thiệu nhóm phụ trách an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, vị Tổng thống đắc cử của Đảng Dân Chủ gửi tín hiệu rằng sau khi tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1, ông sẽ đưa Mỹ khỏi chủ nghĩa đơn độc đơn phương mà ông Trump theo đuổi. Ông Biden cũng đánh tín hiệu rằng khi hai cựu đối thủ cạnh tranh trước Tổng thống của Đảng Dân Chủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và bà Elizabeth Warren không được cân nhắc để bổ nhiệm vào các nội các mới vì rằng ông cần lá phiếu của họ trong một thượng viện đang chia rẽ trong nhiệm kỳ của mình ông trump gây bất an cho nhiều đồng minh của mỹ ở châu âu châu á và nhiều nơi khác khi có cách tiếp cận đối kháng với nato và các quan hệ thương mại đa phương từ bỏ các thỏa thuận quốc tế và xây dựng quan hệ thân thiết với lãnh đạo các nước như triều tiên và nga ông biden nói rằng nhóm của ông trong đó cánh tay đắc lực là antony blinken được đề cử làm ngoại trưởng sẽ thay đổi cái ông gọi là những tư duy cũ kỹ và thói quen không thay đổi trong quan hệ đối ngoại Thế giới đã thay đổi nhiều từ khi Đảng dân chủ thôi lãnh đạo Nhà trắng cách đây 4 năm. Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy quyết liệt, Nga vẫn nỗ lực khẳng định tầm ảnh hưởng và vai trò của mình, còn ảnh hưởng của Mỹ suy yếu sau khi rút khỏi nhiều thỏa thuận và nhiều vấn đề xảy ra trong nước. Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời chính quyền Biden có thể sẽ theo hướng chú trọng ngoại giao và đa phương nhằm sửa chữa quan hệ của Mỹ với các đồng minh chủ chốt và theo đuổi con đường mới trong những vấn đề như biến đổi khí hậu. Ông Biden hứa sẽ trân trọng các đồng minh, bao gồm các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi quan hệ của Mỹ với Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Năm cuối cùng của chính quyền Trump nổi cộm những mâu thuẫn với Trung Quốc khi Washington lên án Bắc Kinh trong cách xử lý đại dịch COVID-19, thắt chặt kiểm soát Hồng Kông và hành động hung hăng trên Biển Đông. Ông Biden đang hành động nhanh chóng để tạo dựng đội ngũ sau khi đánh bại ông Trump. Ông Biden cho biết nhóm của ông đã có thể bắt đầu phối hợp với chính quyền Trump để thực hiện chuyển giao công việc trong những lĩnh vực an ninh quốc gia, xử lý đại dịch và các kế hoạch phân phối vaccine. Nhà trắng cũng bắt đầu để cho nhóm của ông Biden nhận báo cáo tình báo hàng ngày. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của An ninh 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của An ninh 24 giờ.